Hello, đam mê cá xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài mồi ngũ cốc trộn khoai lang ủ chua, chiên câu cá trôi chép và cá mè nha các bạn. Mình đã thử nghiệm và thành công lên cái bài mồi rất là nhiều lần rồi. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trộn bài mồi ngũ cốc với lại khoai lang ủ chua nha các bạn. Câu cá trôi chép mè rất là hiệu quả nha các bạn. Thì thành phần gồm có rất là đơn giản các bạn. Đây là khoai lang nha các bạn, khoai lang luộc nha, luộc vỏ ra xong rồi ủ chua một tuần nha các bạn, một tuần hoặc là nửa tháng nha các bạn. Đó, hiện tại là mình đang có 3 lạng khoai lang ủ chua nha các bạn, ủ nguyên cái củ các bạn, bỏ trong cái bịch bóng này nè. Các bạn ủ lại cho mình đó, 3 lạng nha các bạn. Còn đây là cám gà con nha các bạn. Cám gà con mình đã xay nhuyễn ra rồi, được như thế này rồi. Bỏ trong cái bịch này nè đó, cho khi các bạn trộn mồi nó sẽ được nhanh hơn, nó sẽ được đều mồi hơn nha các bạn. Còn đây là mồi ngũ cốc nha các bạn. Đó, mồi ngũ cốc trong đây nó gồm có 5 thành phần nha các bạn. Gồm có đậu phộng, đậu xanh, mè, gạo nếp và bắp bể nha các bạn. Đó, đậu phộng, đậu xanh, mè, gạo nếp và bắp bể. Đó, còn đây là mình đã chuẩn bị một hộp sữa chua Vinamilk có đường như thế này nha các bạn. Đó, một hộp thôi là ok rồi. Thì cách trộn rất là đơn giản. Đầu tiên là các bạn đổ cám gà con này ra ngoài cái thau này cho mình. Tại vì ngày hôm nay mình có một tay à. Đó, cái gì nó hơi khó các bạn. Để mình sẽ cố gắng. Đây, để mình chỉnh cái máy xíu cho các bạn dễ thấy nha các bạn. Đó, đó. Đầu tiên là các bạn đổ cám gà con này ra cho mình nha các bạn. Đổ ra ngoài cái thau này luôn. Đổ ở đây khoảng cái chừng từ 3 đến 4 lạng cám gà con nha các bạn. Rồi, các bạn mà coi cái bài muộn cốc trộn khoai lang ngũ chua này thì bao móm luôn nha các bạn. Rồi, xong rồi các bạn cho khoai lang ra nha các bạn. Đây là khoai lang nha. Khoai lang này các bạn mua về rồi các bạn luộc lên, các bạn luộc vỏ ra, xong rồi bỏ trong cái bịch như thế này nè. Nè, ra lên có màu vàng lên, nó mùi rất là chua hăng luôn rồi bạn. Chua thơm, chua ngọt đó. Nè, 3 lạng nha các bạn. Thôi các bạn cho vô trong cái thau này cho mình luôn. Đó, cho hết vô luôn. Rồi ok. Xong rồi các bạn cho mồi cốc vô các bạn. Các bạn cho 3 lạng mồi cốc này vô nha. Đấy, 3 lạng nha các bạn. Đó, ok. Cuối cùng là các bạn cho sữa chua Vinamilk có đường này vô nha các bạn. Đó, rất đơn giản thôi, các bạn cho sữa chua Vinamilk có đường này vô nè, một hộp nha các bạn, và ủ qua một đêm nha các bạn. Xong rồi sáng ngày mai đi câu, bao cho các bạn câu cá trôi chép và cá mè luôn đó. Các bạn chế vô trong cái thau này cho mình luôn nè. Đây, các bạn chế vô luôn đó, rất đơn giản nha các bạn, không có cầu kỳ. Mồi này của mình là gọi là mồi đơn giản nhất có thể luôn rồi các bạn à. Không có cầu kỳ nha các bạn. Đêm nay nó cái kia có gồm có 3 lạng khoai lang luộc vỏ ủ chua một tuần. Đó. 3 lạng cám gà con xay nhuyễn. Một hộp sữa chua Vinamilk có đường và 3 lạng mồi ngũ cốc nha các bạn. Rồi. Bây giờ các bạn, giờ mình sẽ trộn đều lên và ủ qua một đêm. Rồi sáng ngày mai mình sẽ có cái video test mồi cho các bạn sớm nhất có thể nha các bạn. Đó, các bạn bóp đều lên nè.
bóp cho khoai lang, cám gà và sữa chua nó đều lại với nhau luôn đó. Thì cái thao mồi này của mình ước tính là khoảng ở chừng hơn 1 kg mồi thôi đó, khoảng 1,5 kg mồi các bạn à. Các bạn biết nó lên cái mùi gì không các bạn? Nó lên một cái mùi gọi là mùi chua ngọt, chua thơm ngọt, rất là ngọt các bạn à. Thì các bạn cũng biết là những con cá trôi, cá chép nó rất là thích ăn cái mùi ngọt nha các bạn. Đó, thì đây là cái mùi ngũ cốc trộn khoai lang, ngũ chua, rất thích hợp cho các bạn câu cá trôi, cá chép và cá mè nha các bạn. Thì mình cũng có đi câu rất là nhiều lần rồi, mình lên cá trôi, cá chép và lên cá mè rất là to. Hôm bữa mình lên được 2 con mè 5 kg các bạn, một con 3 kg và một con 2,5 kg trên 5 kg đó, rất là đã các bạn à. Mà trong khi đó mình câu ở ngoài cái hồ tự nhiên á các bạn, hồ mà người ta giăng lưới với lại người ta chích kích điện nhiều quá các bạn à, mà vẫn lên được cá to như vậy là còn quá gì, còn gì bằng các bạn đó. Và các bạn cứ trộn như vậy đi, mà thấy mồi của chúng ta mà nó mà khô quá thì các bạn cho thêm nước vô nha các bạn. Đó, hiện tại ở đây mình không có nước, mình sẽ đi lấy nước nha các bạn. Đây, các bạn nào mà có nước tại điểm câu thì càng tốt, mình thì mình không có nước tại điểm câu nên mình lấy nước tại nhà luôn các bạn à. Đây, mình sẽ rửa sạch cái chén này, mình sẽ lấy nước nha các bạn. Đây, nước đây, nước nha các bạn, mình chế vô đó. Các bạn đừng có sợ nó nhão. Thì ngày mai các bạn ra ngoài điểm câu á đó, các bạn lấy nước tại điểm câu, các bạn trộn đều vô nữa là câu thôi đó. Và các bạn thấy nó nhão quá thì cho thêm mồi ngũ cốc khô vô hoặc cánh chim vào đó, cho nó dính lại các bạn câu thôi. Và nên nhớ là cái mồi này của mình là nó lên cái mùi rất là ngọt nha các bạn. Đó, các bạn nên nhớ nha, lên mùi ngọt ngay luôn á, gọi là cái mùi chua ngọt á các bạn, chua thơm hăng ngọt, rất thích, rất hiệu quả cho các bạn câu cá trôi, chép và cá mè nha các bạn. Tại vì mình cũng đã thử nghiệm và lên cá thành công cái bài mồi này rất nhiều lần rồi, và ngày hôm nay mình cũng rất là vui được chia sẻ lại cho các bạn, để các bạn câu lên được những con cá nha các bạn. Sau những ngày thời tiết khó khăn, các bạn câu không lên được cá, thì đối với cái bài mồi này thì các bạn mà bao chống móm nha các bạn. Đó, rất là hiệu quả nha các bạn. Đó, mình đã cho một chén nước vô rồi mà nó vẫn khô, mình sẽ cho thêm nước vô nha các bạn. Đây, mình sẽ chế thêm nước vô nè. Đó, chế vô rồi các bạn bóp đều lên, nó chỉ đơn giản như vậy thôi các bạn à. Đó, không có cầu kỳ nhiều. Thì mình cũng đã nói rồi, mà nếu mà mồi chúng ta mà quăng, các bạn quăng mà nó mà bị rớt mồi, bể mồi á, thì các bạn cho thêm cắm chim vô, cắm chim với lại mồi ngũ cốc vô, ngũ cốc khô vô. Đó, đây, nó cũng đã hăng lên rồi. Đây, các bạn dùng tay bóp thật là đều lên nè. Đó, chứ đơn giản thôi các bạn à. Rất ok luôn các bạn à. Như vậy là đã có mồi để cho chúng ta câu cá rồi các bạn à. Có chung lại là các bạn ủ á, các bạn đừng nên ủ trong tủ lạnh nha các bạn. Các bạn cứ ủ ở bên ngoài tự nhiên thôi. Đó, cứ để trong thao vậy rồi bỏ cho trong giỏ đồ câu của các bạn, xong rồi ngày mai các bạn đem đi câu thôi. Đó, mình sẽ bỏ ra ngoài cái thao xanh này và bỏ trong cái giỏ, không cần phải đậy một cái gì lại hết. Ngày mai nó lên ta một cái mùi gọi là mùi hăng chua đó, hăng chua khét, như vậy là câu được rồi các bạn nè. À, đó, cái mồi này mình nó cũng gọi là không có tốn kém gì nhiều các bạn nè. À, rất đơn giản vậy thôi mà hiệu quả rất là cao nha các bạn. Đó, đó, như vậy là có mồi cho các bạn chúng ta câu cá rồi. Thôi ok các bạn nha, thì ngày hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn xong cái bài mồi khoai lang trộn khoai lang ngũ chua trộn mồi ngũ cốc nha các bạn, gọi là mồi ngũ cốc trộn khoai lang ngũ chua chiên câu cá trôi, chép và cá mè nha các bạn. Các bạn thử nghiệm với mình nha.
Các bạn xem video hay hãy nhớ cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ video này với tất cả mọi người cùng xem nha các bạn. Chúc kênh của mình sớm nhận được cái nút play nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau nha.